Bão Khoi quét qua Đài Loan, nhiều nơi trên toàn quốc đều đã có thông tin về thiệt hại do bão gây ra. Trong đó hình ảnh ghi lại tại bệnh viện Cơ đốc Hằng Xuân, huyện Bình Đông cũng đã phần nào cho thấy sức tàn phá của bão. Trong bãi đậu xe của bệnh viện có thể thấy một thanh sắt dài 5m không biết từ đâu bay đến đã cắm thẳng vào trong khe rãnh của lớp xe hơi, khiến cho xe bị biến dạng cục bộ. Các phương tiện đậu tại bãi đậu xe này bình thường được dùng để chuyên chở những bệnh nhân đi lại bất tiện. Trong lúc có bão, khó mà mang xe đi sửa chữa. Vì thế vấn đề phương tiện giao thông bị thiệt hại cũng đang gây đau đầu cho phía bệnh viện. Bệnh viện Cơ đốc Hằng Xuân thành lập đến nay đã hơn 60 năm, nhưng nay bên trong và bên ngoài của bệnh viện đều tan hoang do phải hứng chịu những cơn mưa gió của bão Koinu. Tấm cửa kính cường lực bị vụn vỡ dưới đất, các khung kim loại cũng xiên vẹo, nhìn vào chẳng khác nào một công trường đang thi công dở dang. Đi vào bên trong bệnh viện, những cánh cửa và cửa sổ vốn nên được khóa chặt nay đã không còn ở vị trí ban đầu nữa. Trên cái bệ cửa sổ thì tích đầy nước mưa, trần nhà cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, các hộp đèn vứt vỡn, giường bệnh, tủ lạnh đều bị thổi bay khỏi vị trí ban đầu. Tuy bảo khuy nu vẫn chưa qua đi, nhưng các nhân viên vẫn liều mình quay lại bệnh viện để xem xét tình hình, không ngờ cảnh tượng tan hoang đáng sợ hơn cả tưởng tượng của họ. E rằng công tác sửa chữa, khắc phục sau thiên tai sẽ cần phải tiêu tốn nhiều ngày. Ngoài ra, những thiệt hại về thiết bị cũng rất cần có sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.